Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thì tối ngày hôm qua 22 tháng 6, các lực lượng chức năng đã hoàn thành việc trục vớt quả bom nằm dưới sông Hồng, cách cầu Long Biên khoảng 800 m. Sau khi được trục vớt thì bộ quả bom đã được đưa đi ngay trong đêm để hủy nổ ở trường bắn quốc gia TB1 thuộc quân khu 1. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy quân sự quận Long Biên, quả bom có chiều dài khoảng 1,6 m, đường kính khoảng 0,35 m, nặng khoảng 280 kg. Kết quả xác định, hiện trạng từ phía cơ quan chức năng cho thấy quả bom còn nguyên ngòi nổ đầu và đáy, không có cánh đuôi, mức độ nguy hiểm cao. Ban Chỉ huy quân sự quận Long Biên đã chỉ đạo phường Ngọc Thụy tiến hành các biện pháp bảo vệ hiện trường, phối hợp với trạm quản lý đường sông số 6 khoanh vùng bảo vệ, bảo đảm an toàn trong phạm vi bán kính 200 m, đồng thời nghiêm cấm các trường hợp không có trách nhiệm vào khu vực. Ban chỉ huy quân sự quận Long Biên đã đề nghị các lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội ban hành quyết định tiêu hủy quả bom này.